Thưa quý vị, diễn đàn Mekong Connect ra đời từ sáng kiến của mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong gồm An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Đồng Tháp, được phối hợp tổ chức bởi Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao và lãnh đạo 4 địa phương cùng sự hỗ trợ của câu lạc bộ doanh nghiệp dẫn đầu. Theo kế hoạch, diễn đàn Mekong Connect 2022 sẽ diễn ra vào cuối tháng 11. Diễn đàn Mekong Connect lần này dự kiến được tổ chức tại thành phố Cần Thơ với chủ đề chủ động liên kết, tích hợp để phát triển bền vững. Theo đó, diễn đàn sẽ tập trung tích hợp nhiều hoạt động như phiên thảo luận chuyển đổi nông nghiệp, triển lãm các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP, giao lưu với các đại diện thương mại, chia sẻ kinh nghiệm về xu hướng thị trường trong và ngoài nước, gặp gỡ những gương mặt khởi nghiệp nông nghiệp xuất sắc nhất của ba miền nhằm kết nối, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.